Em xin kính chào quý vị khán giả. Dạ kính thưa quý vị, ở trong một cuộc thi bầu chọn và tìm kiếm người đẹp thì hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn ra một thí sinh. Đó là thí sinh mang số báo danh 00. Hay quá. Rồi chào em. Rồi bây giờ nghe anh nói nè, anh thấy em bước ra ngoài đây thì rất mọi người khán giả đây rất là ủng hộ em nhiệt tình. Vậy em có lời nói gì mà gửi tên quý vị khán giả hay không? Em ơi. Dạ trước tiên em xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho em à. Trời ơi, bình tĩnh nghe. Ê, đâu em nín rồi. Trời cái gì như điện giật. Không lẽ em nín lẹ lắm. Rồi. Nói đi, có lời tri ân những khán giả. Dạ, em cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho em. Mã số bình chọn của em là 00. Một tràng pháo tay quý vị. Hay quá. Đâu phải, cái đó là chữ đó là chữ thành thảo. Rồi, bây giờ tới chương trình nha. Bây giờ đầu tiên cho làm ơn cho anh biết là em tên gì, cũng như mọi người biết là em tên gì. Dạ, Hoa Hậu. Không, em biết là thi Hoa Hậu rồi. Ý anh hỏi là em tên gì. Hoa Hậu. Là biết thi Hoa Hậu rồi, tôi hỏi là em tên gì kìa. Họ tên, hiểu không? Tôi tên Hậu, lót chữ Hoa, họ Đỗ, tên là Đỗ Hoa Hậu. Hỏi gì tên gì trả lời rằng ra vậy trời. Trời ơi, cái tên gì mà sốc gì vậy trời. Em ơi, mình đang thi Hoa Hậu em ơi. Ồ, em quên, em xin lỗi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em đã đẩy cái xe trái cây ra nè. Trời ơi. Rồi. Bây giờ làm cho anh biết là cái điều gì làm cuộc sống này làm cho em cảm thấy là em vui nhất. Và điều làm cho em vui nhất là em được đậu Hoa Hậu. Ha, hay quá. Điều gì làm cho em cảm thấy em buồn nhất? Và điều làm cho em buồn nhất là em ghét nhất là ai chấm em rớt Hoa Hậu. Trời. Rồi, bây giờ làm cho em biết luôn là cái nghề nghiệp của em á. Dạ thưa anh, nghề nghiệp của em buồn lắm. Ừ. Em tính dùng âm nhạc nhưng không có âm nhạc. Rồi. Em diễn tả bằng ánh mắt được không? Rồi, đảm bảo rất buồn. Em diễn đi. Đó. Thưa anh. Ừ. Em ở đợ à. Ở đợ nó đại, ở đợ đi. Em dùng ánh mắt, dùng âm nhạc nó làm chi vậy cho thì nó ở đợ là buồn rồi. Phải không? Ở đợ buồn lắm. Nhưng thì mà được cái gỡ lại trời cho em đẹp. Phải không? Với lại cái giò dài, dài lắm nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bỏ xuống đi chị hai, trời ơi. Chưa, để cho em dở. Khổ quá, ở đây có nhiều người lắm. Được rồi, trời ơi. Trời, em dở lên cái dài tới nách luôn á. Biết rồi, khổ quá. Chị nào mình thấy đồ tắm mình mới dở mình khoe. Ủa vậy hả? Đâu biết đâu, em thấy chị nào lên cũng khoe đùi á. Trời ơi, khổ ghê. Em xin lỗi. Bây giờ làm ơn cho biết là em có những cái tài năng gì để mà em biểu diễn cùng quý vị các bạn. Em nhiều tài lắm anh. Đâu kể nghe. Múa lửa nè. Một. Đốt nhà nè, chém lộn nè, giật hụi nè. Trời ơi, trời. Thôi, bỏ luôn. Cái đó không phải là cái tài, cái đó là cái tật xấu cần phải bỏ. Ủa vậy hả? Ừ nha. Không biết đâu. Bây giờ anh nói nghe là đi thi có giờ cũng vậy. Đi thi người đẹp thì có rất là nhiều quý vị khán giả tới con mình thi. Dạ. Trong đó có khách nước ngoài nữa. Dạ. Cho nên cái điều đặc biệt đầu tiên là em cần biết ngoại ngữ. Em biết mà. Em biết ngoại ngữ. Tiếng Anh em biết. Em biết tiếng Anh đúng không? Dạ. Bây giờ anh cho một đề thi như thế này. Dạ. Có một thí sinh bước ra nhờ một cô người mẫu đứng cách xa mình là 10 thước. 10 thước. Đặt lên đầu cô người mẫu là một trái bưởi. Trái bưởi. Mới là dương cây đao lên phóng sức. Ngay cái bưởi mới giơ tay lên trời là I am a Sinbad. Em dịch được nè. Dịch đi. I am a Sinbad tức là tôi là Sinbad. Chính xác, I am có nghĩa là tôi là. Cái người thứ hai cảm thấy không có phục. Dạ. Mới kêu cô người mẫu đứng cách xa mình là 20 thước. 20 thước. Dương cung tên lên bắn sức ngay cái cam trên đầu của người mẫu đó. Dạ. Mới giơ tay lên trời kêu là I am a Robin Hood. Tức là tôi là Robin Hood. Chính xác, em là người thứ ba, em làm cái gì? Nếu em là người thứ ba, em sẽ không dùng trái bưởi, em cũng không dùng trái cam, mà em dùng trái chanh em để trên đầu cô người mẫu. Trời ơi. Rồi em biểu cô người mẫu đứng cách xa mình 30 thước. Quá xa. Em cũng không dùng cây đao, em cũng không dùng cây cung tên, mà em sẽ cho vào Thái Lan. Trời ơi. Rồi sao? Em đứng từ đằng xa, em sẽ phóng chiu. Sức. Em nói gì? I am sorry. Tức là tôi xin lỗi. Tại sao vậy? Tại vì con dao nó không trúng trái chanh mà nó múc nguyên trái nhãn. Trời ơi. Vậy mà gọi là tài năng sao? Đứng xa quá không có thay. Vậy sao không đứng gần? Đứng gần thua mấy đứa kia. Trời đất ơi, bà này bà lẻo lự ghê luôn. Mệt quá. Vậy là tài năng là bỏ qua một bên hả? Em dạ. Có năng khiếu là thi người ta hay không? Năng khiếu à anh? Ừ. Em hát được không? Được không? Em xin hát một bài hát rất là quen thuộc. Em rất là thương bài này. Rồi bài gì? Bài hát được mang tên Bà Tôi. Hay quá. Theo thể điệu ca trù đó nha anh. Rồi em hát đi. Em sẽ hát cho anh nghe. Rồi.
Bài hát bà tôi xin được phép bắt đầu. Rồi. Bà tôi đưa tôi đi ra đâu làng, một mình ba đội cả trời nắng to. Này là gió mát em đưa tôi đường làng, này là gió mát trăng thanh theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, không có chỗ ra nơi. Trời ơi, nghe cái quanh co tôi nghi rồi. Em không có thuộc nên em không biết đường ra. Trời, người ta không có nhớ lời hoa hậu cái gì, quên lời mà ủng hộ cái gì. Không, cái chữ đó ủng hộ, nếu mà Thanh Thảo ra là hai chữ đó là đúng. Thanh Thảo là hai chữ T. Còn em, người ta ủng hộ em là hai cái chữ đó là em biết rồi. Biết rồi. Hai chữ đó dùng riêng cho em là te tua đó. Không, mệt quá đi, khổ quá. Rồi, có như cái phần năng khiếu là thôi thì xong luôn. Dạ. Bây giờ thi với phần kiến thức. Coi em có là có đố em một câu, nếu mà em trả lời được á, có là kiến thức em nó rộng rãi. Dạ dạ. Anh đố em, trên thế giới này có con vật gì mà cái đầu nó nhỏ, cái mình nó nhỏ bằng hạt gạo thôi. Hạt gạo. Mà cái nguyên cái đầu nó to bằng cái trái banh long. Trời ơi. Mà con mắt nó to bằng cái trái dưa hấu luôn. Trời ơi trời. Vậy anh hỏi em con đó là con gì vậy? Con. Sao tôi làm ruộng nhiều mà sao tôi không biết quỷ này trời. Làm sao mà biết được. Anh ơi em thua rồi, con đó là con gì vậy anh? Con đó là con tâm. Tâm gì? Tâm bảy. Anh dám là con đó tôi biết mà tôi giả bộ tôi hỏi anh. Làm trời gì có mà biết. Con đó có nè. Con gì? Con đó không phải là con tầm đâu. Vậy con gì? Con đó là con tàu. Tàu gì? Con tàu lao. Tàu lao. Đô vơ vẩn. Đô gì kỳ cục. Bây giờ tới phiên em đố lại anh à, anh chơi không? Đố đi tôi nghe. Bây giờ em đố lại anh. Đố anh tại sao Tết ở trong nhà người ta lại trưng cây mai? Dễ ẹt, đó là truyền thống rồi em. Sai bét. À, bởi vì để cái mai trong nhà biết là Tết tới rồi. Sai. Vậy để cái mai trong nhà làm cái gì? Tại người ta thích. Ai thích thì để, không thích thì thôi. Không thích chân dạng thọ cũng ăn Tết được vậy. Đúng không, đúng không, đúng không? À. Gì vậy, gì vậy? Ôi, khán giả Thanh Thảo sung quá. Trời, đó là như bộ người nhà theo sao vậy? Ở người nhà tôi đó. Ủa trời ơi, người nhà tôi không à. Rồi, bây giờ làm ơn cho nó hỏi luôn, như là cái phần kiến thức là xong rồi đó. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ coi như là nếu mà em đậu hoa hậu nha. Dạ. Trong cuộc thi này nếu em đậu. Trong cuộc thi này nếu như em đậu. Rồi, 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 rồi. Nếu như mà. Sao sao? Em ơi, mình thi hoa hậu em ơi, nói chuyện đại đi, hoa hậu, hoa hậu, chừng nào đậu hắn hay. Chưa đậu thì cứ nói đại đi. Trong thi này nếu em đậu thì toàn bộ số tiền thưởng em dùng vào việc gì? Dạ kính thưa anh, kính thưa quý vị khán giả và ban giám khảo. Trời ơi, bà này bà hai mặt thấy ớn không? Hai mặt con khỉ, khúc này cho tiền ai buồn? Không biết gì đó, không có TV. Xin lỗi. Bà nào lên không buồn. Dạ kính thưa anh, kính thưa quý vị khán giả và ban giám khảo, nếu em mà được số tiền 100 triệu của ban tổ chức tặng thưởng riêng cho em, em sẽ không dùng riêng cho mình một đồng nào cả. Hay quá. Em sẽ tặng hết cho mọi người. Hay quá em ơi. Em sẽ trích ra 10 triệu đồng. Em cho ai? Để em tặng mẹ em. Mẹ. Em sẽ trích ra 20 triệu đồng. Ai? Để em tặng cho mấy cậu mấy dì em. Và còn lại 70 triệu đồng em sẽ xung vào quỹ. Đó, em xung vào quỹ nào? Vào quỹ của dòng họ bên nội em. Thế là em hết tiền rồi. Không còn một đồng nào. Thôi. Cái gì vậy? Tầm 7 đồng bà mà thấy chưa? Tiền thì kêu cho quỷ, cho hết dòng họ, cái gì mà cho quỷ nữa. Chứ tôi đi thi có ai cho tiền tôi không? Cha mẹ tôi nuôi tôi lớn tôi phải cho trước, sao chửi thôi. Cho có 100 triệu là chảnh hả? Đường tỷ đây tôi cho. Đưa đây, đưa lại, mất liền tỷ đi. Rồi, tôi sợ cô muốn gì cô nói gì, cô nói luôn đi. Dạ trước khi em không biết đậu rước ra sao, tính mạng của mình sẽ đi về phương nào. Nhưng em cũng cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho em. Và em xin phép quý vị khán giả, em cảm ơn ba mẹ em nha. Rồi nói đi. Ba mẹ, con thương ba mẹ nhiều lắm. Trời ơi. Bởi vì mẹ đẻ con ra đẹp như cái tượng. Hả? Với sắc đẹp này con đi ra đường ai cũng đều khen. Ôi con bé nó đẹp lộng lẫy như cái đám rẫy mà chưa dậy. Trời ơi. Nếu sau này thì cái trực thì thằng sắc này xong rồi, con hy vọng rằng con sẽ được dương miệng. Và con sẽ dùng cái dương miệng và tên tuổi của con để khuếch trương cái nghề làm nước mắm của gia đình mình. Trời ơi. Tuy con là con gái nhưng con hứa với ba mẹ rằng con sẽ làm thay đổi cái truyền thống mà làm nước mắm 4 đời của gia đình mình. Là từ nay trở đi
con sẽ chụp thật là nhiều hình để dán lên chai nước mắm. Và con quyết định làm thay đổi một điều là bố mẹ biết điều gì không? Đó là từ nay trở đi hình của con sẽ thế vào hình con cá cơm trên chai nước mắm. Trời ơi! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho em. Mã số bình chọn của em là... Không, không. Một tràng pháo tay quý vị. Chương trình thanh thảo nên em không làm nhiều được. Cảm ơn nha. Và lần nữa, Tử Vong 2 đây kết thúc. Cảm ơn. Thay mặt Hoài Linh kính chào quý vị khán giả và chúc quý vị khán giả một đêm thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.